Xin chào tất cả các bạn. Đây là cây cam canh trồng tại đất Mộc Châu này. Đây. Hôm tôi quay đây để cho mọi người biết đây nó là thực tế nó là cây cam nhé. Tôi không nghĩ là đến cây nho người ta cũng không thể sai như thế này được. Này. Đẹp vô cùng luôn này. Từ dưới lên trên. Mà mã này, đúng cam màu đồng. Chuẩn luôn này, đây. Đẹp vô cùng. Chắc là tôi không về nổi cái vườn này mất. Nó làm ngất ngây đẹp như này. Ăn cũng ngon. Nhìn thì nó mê, ăn thì phê. Này, quả cam này. Đẹp vô cùng. Nếu như tất cả các bạn nào có tín đồ về cam canh từ miền Nam, miền Bắc, miền Tây, xin kết nối với tôi. Tôi sẽ phục vụ tất cả yêu cầu về mẫu mã, chất lượng và độ an toàn của cam canh Mộc Châu. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn có tín đồ và yêu thích cam canh Mộc Châu. Rất mong sự hợp tác thành công với các bạn.